Bạn ơi, hôm nay mình mới ra nhà riêng, mình có làm cái biển mình ăn nè các bạn. Chưa có bếp, chưa có lò gì hết. Khi nào có thì mình sẽ làm với ẩm thực cho các bạn xem nha. Các bạn xem video của mình và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Cái này cái kiến này các bạn. Cái kiến cũng nhỏ rồi chứ không có được bự. Mời các bạn ăn. Mùa Covid này thì ở nhà ăn cái lẩu kiến ngon hết sảy các bạn ơi. Cái lẩu kiến ăn ngon quá các bạn ơi. Là các bạn ăn của mình nha. Cái lẩu kiến chỉ có hầm sả thôi các bạn ơi. Video của mình đến đây là hết nha.